khi những thánh báo của xóm tôi chúc 8 tháng 3 kiểu. À, ngày 8 tháng 3 luôn mạnh khỏe, luôn đẹp và hạnh phúc. Chúc cho tất cả những người phụ nữ. Hết văn. Tính nói là chúc cho tất cả những người phụ nữ tôi yêu thì nó bậy quá. À, bậy đó. Chúc nha, cho người bậy. Phụ nữ tôi được. Yêu và chúc cho tất cả những người phụ nữ trên toàn thế giới lúc nào cũng được yêu thương, chiều chuộng và hạnh phúc khỏe mạnh. Có văn rồi, hay quá. Mày dành cái này ấy chứ. À, anh có coi, anh thấy chiếc xe này đẹp quá, anh mua tặng em. Quay xe. Không biết nữa. Tặng quà không? Không. Cảm ơn mày. Hello. Nhân dịp ngày 8 tháng 3 thì xin chúc cho quý chị em phụ nữ ngày càng trẻ đẹp, nè, có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Riêng ngày 8 tháng 3 thì Phương chưa có người yêu nên Phương sẽ tặng cho mẹ của mình, ví dụ như là món quà sức khỏe từ Kim Vương Vàng nè, Phương sẽ mua về Phương tặng ba mẹ để tặng mẹ để mà mẹ luôn luôn giữ sức khỏe. Còn cậu tặng vợ cái gì? Tôi làm gì có vợ. Tôi sẽ cũng tặng cho mẹ tôi luôn, nhưng mà mẹ tôi thì bây giờ cũng có tuổi rồi, cho nên tôi sẽ dành thứ nhất là Kim Cương Vàng, thứ hai là những cái sản phẩm của C13 Comestic để làm cho mẹ tôi càng ngày càng trẻ đẹp hơn. Chỉ có C13 Comestic mới làm cho mẹ tôi càng trẻ đẹp ra mơn mởn mà thôi. Rồi anh tặng mẹ cái gì? Tặng mẹ có vợ, có vợ. À, quá lộn lộn, cứ nghĩ ai cũng như mình. Tặng vợ cái gì? Tặng mẹ với lại vợ Kim Cương Vàng là cho sức khỏe, còn về cái mỹ phẩm của chị Thu Trang là về sắc đẹp đấy, là tuyệt vời. Trời ơi, ăn heo không chị, bây giờ có gì đâu mà tặng. Trời ơi, không lẽ giờ tặng cái thẻ đi tập gym, gà gym. Đúng rồi. Nhân đây thì một lần nữa chúc cho chị em phụ nữ một ngày 8 tháng 3 thật là vui. Và bắn tin cho các anh đàn ông thì nhanh nhanh mà chuẩn bị quà đi nha, chứ ngày đó không có quà đâu như đâu. Ok, vậy nha mọi người. Nhân dịp 8 tháng 3 thì bạn là người ít tóc nhất trong đoàn nên được đại diện chúc chị em phụ nữ là ngày nào cũng tươi như hoa, thật vui, thật hạnh phúc. Và nhắc các anh đàn ông nha, đối xử với người phụ nữ của mình là ngày nào cũng như ngày 8 tháng 3, chứ không phải là ngày 8 tháng 3 mới chiều chuộng nha. Nhớ nha.